đứng lại nào. Wow, chúng mày ơi, chúng mày nhìn nó kìa. Sao trên đời lại có người xấu thế nhờ? Ê, đi đâu đây? Đứng lại cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đã nào. Các bạn tránh ra để tôi đi. Ừ, tránh đây. Ê, hai đứa, biết tại sao nó học giỏi không? Tại sao? Những đứa xấu ấy, không có thằng nào theo đuổi, nên nó tập trung chuyên môn học chứ sao nữa. Mày nói chi phải. Mấy cậu thật quá đáng. Tránh ra. Nhìn bộ dạng của con nhỏ đó kìa. Từng lời trêu chọc của đám bạn cùng trường làm Hạnh cảm thấy vô cùng tổn thương. Cô chỉ biết cúi mặt bỏ đi trong tiếng cười đắc ý của đám bạn. Ôi da, tớ xin lỗi, để tớ nhặt giúp cậu. Cậu ấy là ai vậy nhỉ? Thật không ngờ cậu ấy lại giúp mình. Cảm ơn. Cảm ơn cậu nha. Mình đi thôi. Mình... Hôm nay thời tiết thích thật đó. Hiền ơi, tại sao chúng ta khác nhau thế nhỉ? Bà thì xinh đẹp, ăn mặc thì phong cách nữa. Còn tôi vừa lùn vừa quê mùa vừa xấu xí. Xấu đúng là cái tội đấy à? À, đúng rồi. Hả? Cái gì cơ? À, tôi nhầm, tôi xin lỗi, tôi lỡ lời ấy mà. Mà thôi, bà cứ nói thật đi. Tôi thề, tôi sẽ không giận bà đâu. À, thì... thay đổi một chút thì vẫn hơn. Bà... đến bà cũng nói với tôi như thế à? Bà là bạn hay là bè của tôi vậy hả? Ơ kìa, bà đã thề là không giận được á mà. Gương ơi, tao xấu thật à? Mày nói đi, tao không xấu đúng không? Tao mà xấu thì mày cũng nứt từ lâu rồi nhỉ? Ơ, chuyện như thế này, tao chỉ nói thế. Có nhất thiết mày phải nứt ngay vậy không? Không! Cẩn thận. Ơ? Mau tránh ra. Oh my god. Cậu không sao chứ? Này cậu. Cảm ơn vì đã giúp tớ. Ơ, cái gì đấy? Hóa ra cậu ấy tên Hạnh, học lớp 10A. Này, dạo này tôi thấy bà lạ lắm mà nha. Có bạn trai rồi à? Không, mình đâu có ai đâu. Giác quan phụ nữ của chị đây chưa bao giờ sai. Nhìn cái mặt bà đúng kiểu khoái chảy nước miếng. Tôi biết rồi nha. Là cậu ấy gọi. Alo. Mèo con bé nhỏ của tớ đây à. Cậu đang làm gì đấy? Đi đâu nhớ mặc áo ấm vào nhé. Tớ nhớ rồi. Úi trời, mùa hè mặc áo ấm để chống nóng à? Ừ, tớ biết rồi. Úi trời, đang nắng thế này dặn mặc áo ấm. Có mà ấm đầu thì có ấy. Thì người ta lo tôi bị trúng gió. Bà nhiều chuyện quá rồi đấy. Ơ kìa, đợi tôi với. Quái lạ, sao chẳng thấy cái Hạnh ở đâu nhỉ? Alo. Bọn tôi chia tay rồi Hiền ơi. Cái gì? Hạnh, này, này. Làm sao thế Hạnh? Có chuyện gì? Kể tôi nghe xem nào. Thôi, không khóc nữa. Rốt cuộc là như thế nào? Tuấn nói Tuấn chán tôi rồi. Tuấn không cần tôi nữa. Cái gì? Hắn dám nói vậy với cậu á? Cái tên trời đánh này, không thể để yên được. Tuấn, sao cậu lại dám đối xử với Hạnh như thế hả? Đem cậu ấy ra làm trò đùa. Ê, nói gì thì nói cho đúng nha. Tôi chỉ đem Hạnh ra làm trò cười, chứ không có làm trò đùa. Nhìn lại mình đi, trông có giống đứa nhà quê không? Mặt thì đầy mụn, tóc tai thì lỗi thời. Thấy gì đây không? Đây là tiền thắng cược đấy. Cậu. Cái tên này chán sống rồi. Tôi phải cho nó một bài học mới được. Thôi mà Hiền ơi, Hiền, bà tránh ra đừng có cản tôi. Thôi, tôi đã bảo thôi rồi mà. Kệ đi, hắn ta không xứng. Chồng cô á, mà tôi phát ơn. Đi thôi em. Cái thằng chết tiệt này, nói cái gì vậy hả? Đủ rồi, tất cả thôi đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôi trời, mệt quá rồi. Nghỉ tí đã. Đứng lên, bà phải tập cùng tôi để tôi có động lực. Một tiếng nữa thôi. Một tiếng nữa. 1, 2, 3.
không được nghỉ, thế này chưa đủ. Hay là không tập nữa, mệt lắm rồi. Có cách rồi. Quyết tâm, quyết tâm. Phải thế chứ. Cái gì thế này? Xoay một vòng xem nào. Úi trời ơi, thời buổi nào rồi còn mặc mấy cái này. Đi vào ngay, thay bộ khác cho tôi. Úi giời. Tên tên. Đi, đi vào ngay. Hả? Được chưa? U là trời. Đi vào. Được chưa? Good job. Ok rồi đấy. Thật à? Thế phải đập lợn thật à? Đúng rồi. Không lẽ bà định sống với mái tóc này cả đời à? Không có càng đạp. Đưa đây tôi đạp cho. Thôi được rồi. Để tôi đạp. Xin lỗi mày nha lợn. Buồn quá lại phải xa anh rồi. Ba anh yêu nha. Bye bye cục cưng. Ô la la. Gái xinh. Em gì ơi, em đánh rơi cây son này. Em cảm ơn anh. À, em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Dạ được, anh cứ đưa em gõ số cho nhanh. Em cứ tự nhiên. Của anh đây. Anh xin. Mình hôn tạm biệt cái nha. Ơ, đâu rồi? Đúng là đồ con gà, hắn mắc bẫy rồi kìa. Hôm nay tâm trạng thật thoải mái. Ơ, bọn nó đang xem cái gì vậy nhỉ? Ôi không, tránh ra, tránh ra. Không có gì đâu, không có gì. Úi giời ơi, tưởng thế nào, hóa ra là thằng Sở Khanh. Đúng là nhìn mặt không ngờ luôn ấy. Là đứa nào làm chuyện này? Là bọn này đây. Hóa ra là hai đứa mày. Đáng đời chưa. Lần sau chừa cái thói đi lừa con gái nhà người ta đi. Đồ Sở Khanh. Không. Ê này. Đồ điên này. Ê, làm bài chưa? Rồi, nhưng đừng hòng tôi cho mượn. Tôi chả thèm. Ê, hóa ra cậu bị khùng hả? Cậu ấy nói gì vậy? Này, cậu bị khùng đúng không? Hãy đợi đấy. Tác dụng nhiệt được ứng dụng nhiều trong đời sống. Đồ đáng ghét. Thời cơ đến rồi. Nào, cả lớp nghỉ giữa giờ nhé. Nghỉ thôi. Ôi, đau quá. Đáng đời. Buồn cười chứ kìa. Trinh. Liêu liêu, đáng đời cậu. Hai mẹ con vào đi. Vào đây con. Sao nó lại đến đây? Chết mình rồi. Chào khách đi con. Ôi bố ơi, con xin lỗi. Từ giờ con không bắt nạt bạn nữa đâu ạ. Hả? Con làm sao đây? Hôm nay bố chỉ đưa mẹ con cô Hiền về ra mắt thôi mà. Dạ, vậy ạ. Lại nghịch ngợm trò chuyện trong lớp đúng không? Con không có ạ. Con đi lấy nước cho mọi người. Hai mẹ con ngồi xuống đi. Để con xuống giúp bạn ạ. Con bé ngoan quá em nhỉ. Phải cho con nhỏ Trình khóc thét vì cay mới được. À, biết rồi nha. Tự nhiên đau bụng thế nhỉ? Phải đi giải quyết nỗi buồn mới được. Nước xong rồi đây cả nhà ơi. Con mời bố uống nước ạ. Con mời gì? Của bạn đây. Bạn mau uống đi, ngon lắm đây. Uống nhiều vào. Nước ngon thật đấy. Sao lạ thế nhỉ? Uống thử xem nào. Thôi chết rồi. Ừ.
U là trời, còn làm cái trò gì vậy Tuấn? Định giỡn trò với chị đây á. Hãy đợi đây. La 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 la. Làm gì có chuyện mình cho qua vụ hôm trước chứ. Ôi, đèn bị làm sao vậy? Em ơi, gì thế, sợ quá đi. À, cửa bị khóa rồi, có ai không? Cứu với. Mở cho nè. Hello bạn yêu. Đi ra đi. Cút đi. Đáng yêu chưa này. Cút đi. Chưa. Thôi xong đời rồi. Chuyện gì thế? Bố ơi, cứu con. Anh ơi, có con chuột kìa, em sợ lắm. Tuấn, con làm gì vậy? Con nghịch quá rồi đấy. Hết phá vách nhà cửa rồi tới mẹ với em. Bố thôi đi, bố suốt ngày chỉ biết đánh bọn họ thôi. Đi. Con dám cãi à? Kìa anh, thôi mà bố. Con ghét bố, tránh ra. Mày đi được thì đi luôn đi. Bố chẳng còn thương mình nữa rồi. Còn một đây rồi. À, nó hư quá rồi. Thôi mà mình. Để anh nghe điện thoại đã. Cái gì vậy? Muốn cứu con trai thì chuẩn bị 1 triệu đô đem đến nhà hoàng cuối làng, không phải giết nữa đấy. Có chuyện gì vậy anh? Em xem đi. Ôi trời ơi. Phải làm sao đây? Em với Trinh đến đó trước, kéo dài thời gian. Anh đi báo cảnh sát đi. Đi thôi con. Mau thả tôi ra. Im một đi. Mau bảo người mang tiền đến đây, không tự giết mày đấy. Say rượu say bia say lại tỉnh. Đâu rồi nhỉ? Tuấn ơi. Tuấn. Ờ, vậy. Cởi trói nhanh lên. Chạy đi, mau lên. Lối này nè. Tiếng gì vậy? Ha, chạy thôi. Đừng trốn mưa. Đứng lại cho ta. À, đau quá. Để xem chạy được đi đâu. Dừng tay lại. Tuấn, cậu có sao không? Đau quá. Đứng lại. Để xem mày làm được gì. Không ai được động đến các con tôi. À, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lế độ. Giỏi thì chạy nữa đi. Minh. Ờ, bố. Đứng dậy đi con. Con xin lỗi dì, xin lỗi em. Dì không trách con đâu. Chúng ta là một gia đình mà. Thôi, không sao rồi, chúng ta về thôi. Vậy là mọi thứ đã chấm hết sao? Ui da, cái đầu của tôi. Mặt bị như thế này làm sao mà đi gặp em yêu được chứ. Này, đi đứng kiểu gì thế hả? Dám bơ ta. Ui trời ơi. Nhìn nó như xúy vần dở dại thế này, tốt nhất không nên dây vào thì hơn. Nhật ơi, không biết nó có nhà không nữa. Theo bà thì phải làm thế nào? À, đúng rồi. Ê, đây là cách của bà đó hả? Con gái con đứa gì mà nắng dữ vậy? Xin gái lại còn đa tài. Tuấn, đưa tay đây nào. Ơ, à, Tuấn. Ông đâu rồi? Quái lạ, vừa mới đây mà. Nhìn đi, hãy nhìn đi. Sao lại tối om thế này? Mà trong phòng nó có mấy thứ gì bừa bãi thế kia? Vào đi, đứng đấy mà đoán. Nhật ơi, bà đâu rồi? Nhật ơi. Nhật ơi. Không biết nó trốn ở đâu rồi nữa. Sao mình cứ thấy rợn người thế nhỉ? Tuấn. Tuấn. Ông nhìn, nhìn kìa. Ha ha ha.
kiểu nhìn thấy ma vậy? Nhưng bà làm sao vậy? Thế này là thế nào? Bà làm gì mà biến thành bộ dạng này vậy? Hiền ơi, tôi sắp chết rồi. Cái gì? Bà sắp chết rồi sao? Ông bà xem đi. Ôi trời ơi là trời. Cuộc đời tôi sắp mất đi một ngân hàng lãi suất thấp tốt bụng như bà sao? Ai sẽ là người dọn hậu quả của tôi mỗi khi tôi thất tình chứ? Tôi chết hay ông bà chết? Không được, không thể để những ngày cuối cùng của bà trôi qua vô nghĩa được. Ý ông là... Bà hãy ghi hết tất cả những điều bà muốn làm vào đây cho tôi. Ê, ý hay đấy. Chúng tôi sẽ giúp bà. Đúng vậy. Vậy được, tôi sẽ ghi hết những điều tôi muốn làm. Chốt kèo. Lên món đi em ơi. Đồ ăn của anh chị đây ạ. Ôi mẹ ơi, nhiều đồ ăn thế. Liêm sỉ gì tầm này nữa, chén thôi. Thơm ghê. Đã ăn thì không ngại, mà đã ngại thì đừng có ăn nha. Lâu lắm rồi mình mới được ăn thỏa thích như thế này. Cái gì thế này? Nó bị trúng ngải heo à. Giờ tính tiền đi. Bọn tôi đã ăn được miếng nào đâu? Điều thứ nhất, ăn thỏa thích, hoàn thành. Hôm nay bọn tôi cho bà đi xõa bung cánh luôn. Cái này. Cái này. Bà thử cái này cho tôi đi. Cả cái này nữa. Cái này nữa. Giờ thì đi thay hết cho tôi. Cầm lấy này. Ông bà thấy sao? Wow, tiểu thư quý tộc nào đây? Quay một vòng xem nào. Bà thử tiếp cho tôi đi. Bộ này thế nào? U là trời, nuột, mỹ nhân vạn người mê. Đi thôi. Nhớ là phải tự tin ngẩng cao đầu đấy nhé. Điều thứ hai, thay đổi phong cách, hoàn thành. Có mỗi việc đấy mà làm cũng không xong, không biết trả lương để làm gì nữa. Làm thì không làm, cứ ngồi đó buôn chuyện. Lão này hôm nay bị vợ hành hay sao ấy? Cô Nhật, cô hoàn thành cho tôi cái đề án này đi, rồi mang cốc nước cho tôi. Dạ vâng sếp. Nước của sếp đây ạ. À? Ôi trời ơi, nóng thế. Cô muốn giết người đấy à? Dạ vâng, để em đổi lại. Dạ, nước đây ạ. À? Cô cho tôi uống nước lạnh đây viêm họng. Không nói được đúng không? Đến lúc thực hiện điều mong muốn thứ ba rồi. Cô còn nhìn tôi à? Cô. Ông làm sếp tôi hơi lâu rồi đấy. Cô. Cô có tin tôi cho cô nghỉ việc không hả? Anh tưởng tôi không dám sao? Đơn xin nghỉ việc đây. Không hẹn gặp lại. Em ấy thật cá tính. Phản rồi. Đi hết đi cho tôi. Điều thứ ba, xử lý lão sếp hách dịch, hoàn thành. Sao mãi em ấy chưa đến vậy? Phải bình tĩnh, không được run. Cố lên, bọn tôi luôn ủng hộ bà. Ôi mẹ ơi. Định đi đâu? Bà định để ra đi mà không biết tình yêu là gì à? Đúng vậy, cố lên. Nhưng mà tôi run lắm, đừng nói nhiều, ra đi. Nhớt. Em không sao chứ, mau ngồi đi. Em cảm ơn. Em cứ tự nhiên nhé. Hôm nay em hẹn anh ra đây có việc gì không? Em quả này không ổn rồi. Tôi có cách giúp nó. Phục vụ, lên đồ uống đi. Đồ uống của anh chị đây ạ. À? Em uống đi. Dạ vâng. Em sao vậy? Anh Hoàng, em thích anh từ lâu lắm rồi đấy. Mỗi tội là em không dám nói thôi. Ừ, em vẫn ổn chứ. Nhất. Thật ra anh cũng đã để ý em từ lâu mà chưa có cơ hội bày tỏ. Em là bạn gái anh nhé.
ngày vẫn chưa đủ, phải giúp nó thêm mới được. Bà thật cao kiến. Điều thứ tư, tỏ tình với Grace hoàn thành. Những điều cần làm cũng đã làm xong rồi, giờ phải làm gì đây? Cái gì đây? Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Cảm ơn ông bà đã ở bên tôi những lúc như thế này. Đây là những thứ quý giá nhất của tôi. Giờ tôi để lại nó cho ông bà. Ba, nhận đi cho tôi vui nào. Alo, bác sĩ nói gì cơ? Thật không hả bác sĩ? Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Cảm ơn bác sĩ. Yeah, tôi sống rồi ông bà ơi. Ây da, sống rồi, sống thật rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bác sĩ nhầm bệnh án của tôi với người khác. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Ok, vui quá. Hôm nay nhất định phải đi ăn mừng thôi. Ơ, ai vậy? Tặng em này. Cảm ơn anh.